Đà Lạt âm u, gió lạnh, 17 độ. Cho nên là sạt lở là ở dưới này là có một cái con thác ở phía dưới, nước chảy xuống thác Đa Tăng La đó. Đèo Bảo Lộc, sạt lở, có nguy hiểm. Và thay thế bằng một cái cầu thẳng tắp, nhân sẽ đứng sát vào phía thành cầu để quay dưới thung lũng cho quý vị xem ha. Wow, dưới thung lũng kìa, sâu hoắm luôn. Trước mặt thì có villa, hotel Vô Tư. Thứ hai nữa là bún bò Huế Thiên Trang 2. Chợ đêm Đà Lạt cuối tuần, vắng lặng, yên ả. Chào mừng quý vị đã quay trở lại kênh Đà Lạt Street của Nhân Lạc Cả. Bây giờ là 19 giờ 5 phút ngày 22 tháng 9 năm 2024 quý vị. Và là ngày Chủ nhật cuối tuần. Nhân dịp cuối tuần, Nhân xin kính chúc quý vị có một buổi tối thật vui và ấm áp bên gia đình cũng như người thân. Còn ngày mai là thứ hai đầu tuần, chúc quý vị có một tuần mới thật nhiều sức khỏe và công việc được thuận lợi quý vị ha. Còn bây giờ thì mời quý vị cùng đồng hành với Nhân qua những tuyến đường con phố ở ngay trung tâm thành phố Đà Lạt để gửi tới quý vị những cái hình ảnh của thành phố vào tối ngày hôm nay. Nhân đang đứng ở ngay con đường Hồ Tùng Mậu quý vị. Trước mặt thì có villa, hotel Vô Tư. Vô đây ở là Vô Tư luôn. Thứ hai nữa là bún bò Huế Thiên Trang 2. Chỗ này thì khách du lịch người ta ăn đông lắm. Khách địa phương thì người ta cũng kỳ này thì người ta ít ăn, nhưng mà khách du lịch thì đông ha. Còn bây giờ thì Nhân đang di chuyển trên con đường Hồ Tùng Mậu. Đường này thì bên cạnh siêu thị, song song với đường Trần Đạo. Ở đây thì có cơm gà Phan Rang. Ở đây ăn cũng ok lắm quý vị. Cơm gà Phan Rang này cũng ok, chuyển từ ngay đường 3/4 đó. Bây giờ Nhân sẽ rẽ xuống phía dưới quảng trường Lâm Viên, ngay siêu thị Go, siêu thị Big C ha. Bên này là quả cầu bông hoa dạ quỳ. Rồi bên kia là bóng Artiso. Quảng trường Lâm Viên tối nay Chủ nhật nhưng mà thấy cũng vắng ghê quý vị. Dường như là cũng rất ít người trong đó. Kỳ này thì người ta cũng cấm các cái dịch vụ kinh doanh buôn bán hàng rong rồi chụp ảnh với chó mèo đó quý vị. Cho nên là quảng trường kỳ này nó cũng vắng lắm. Bên cạnh đây thì có một khách sạn. Khách sạn Golden Emporia, khách sạn 5 sao nằm bên cạnh quảng trường Lâm Viên, bên cạnh siêu thị Go, siêu thị Big C. Buổi tối cho nên là bên cạnh đường người ta đậu xe rất là nhiều nè. Tối nay có lẽ Chủ nhật là người ta đi siêu thị á, chủ yếu là khách đi siêu thị là người địa phương là chính thôi. Kỳ này thì ít khách du lịch rồi, vắng rồi. Sẽ vắng khách du lịch vào tháng, bây giờ là tháng 9 ha, những ngày cuối tháng 9 rồi. Sẽ tháng 10 và tháng 11 nữa cũng vắng. Cỡ tầm cuối tháng 11 á, là bắt đầu là du khách sẽ đi du lịch lại quý vị. Vì mùa đó là mùa hoa dã quỳ nè. Cộng với lại thời tiết cũng nắng đẹp lên. Cho nên là cuối tháng 11 sẽ đông du khách trở lại. Nhân đã tới ngay khu vực quảng trường, trước quảng trường Lâm Viên, nổi bật với bông hoa dã quỳ và bóng Artiso. Tới Đà Lạt thì người ta cũng thường hay nói vui với nhau rằng là tới Đà Lạt mà không chụp ảnh với quả cầu hoa dã quỳ và bông Artiso ở ngay khu vực quảng trường Lâm Viên là có lẽ là chưa đi Đà Lạt đó quý vị. Cho nên là ai mà đến Đà Lạt du lịch thì nhớ ghé quảng trường Lâm Viên để chụp ảnh nha. Còn bây giờ thì chúng ta sẽ tiếp tục đi dạo những tuyến đường con phố cũng như là trò chuyện cùng quý vị. Hôm nay thì Nhân có ghé xuống xuống dưới
đèo Prenn vị, có buổi chiều nay có ghé xuống đèo Prenn rồi cũng như là xem thử đèo Prenn sau những ngày mưa gió bão bùng á, thì có bị ảnh hưởng gì không? Rồi tối hôm qua thì đèo Bảo Lộc thì chúng ta cũng thấy là đèo Bảo Lộc bị sạt lở, rồi lực lượng chức năng đã cả đêm đã thức để dọn dẹp cũng như là thông đèo Bảo Lộc. Đèo Bảo Lộc thì khá nhỏ cho nên là mỗi lần sạt lở thì nó cũng nguy hiểm, với thứ hai nữa là nó cũng ảnh hưởng tới giao thông rất là nhiều. Bây giờ mời quý vị xem những cái hình ảnh của đèo Prenn vào ngày hôm nay nha. Nhân đã quay lúc chiều. Nhân đang đi ở trên đèo Prenn quý vị. Đèo Prenn là một trong những cái cung đèo đẹp ở Việt Nam cũng như là tỉnh Lâm Đồng. Đèo với 4 làn đường, tốc độ di chuyển 60 km/h. Đây là cung đèo mà có 4 làn xe. Thì hôm trước thì ngay đèo Bảo Lộc quý vị, đợt này thì mưa quá là mưa quý vị, cho nên là ngay khu vực đèo Bảo Lộc đã xảy ra sạt lở và lực lượng chức năng đã làm nguyên đêm để khắc phục sạt lở cây cối đất đá rớt xuống đường đó quý vị. Còn đèo Prenn thì rộng rãi, tuy nhiên nếu mà có sạt lở một chút nào đó thì cũng không ảnh hưởng tới giao thông quý vị. Hôm trước thì cũng có cây ngã đổ xuống thì ảnh hưởng trong cái lúc mà ngã đổ đó, người ta cưa xong cái là cũng hết, sau đó thì người ta sẽ hút đất đá. Còn đèo Bảo Lộc thì chúng ta cũng thấy là nó đèo nó hơi nhỏ, hơi bé quý vị, cho nên là sạt lở là ở dưới này là có một cái con thác ở phía dưới, nước chảy xuống thác Đa Tăng La đó quý vị, ở phía dưới, rồi những trò chơi zip line của khu du lịch thác Đa Tăng La. Còn đây là đèo Prenn, có những cái bờ ta ly chúng ta thấy nhìn rất là cao ha, cao hun hút luôn. Thì một cung đèo mới khi mà làm xong, đương nhiên thì sẽ trải qua một cái thời gian gọi là thử thách khoảng 2-3 năm quý vị. Lúc đó thì đèo mới ổn định, đất cát rồi lúc đó mới vững chắc và cây cối người ta sẽ trồng lại. Cho nên là năm đầu thì đương nhiên nó cũng sẽ xảy ra những cái vụ sạt lở bé hoặc là to thì nói chung là cũng có. Nên là đèo mà có ta ly dương và ta ly âm, chúng ta thấy những cái bờ ta ly không, cao hun hút luôn. Nhưng mà chủ yếu là đất là nhiều đá ít quý vị. Đèo Prenn này chủ yếu là đất nhiều đá ít, chứ nếu mà chúng ta mà đi qua cung đèo Khánh Lê Khánh Vĩnh á, đèo đó là toàn đá không, đá to thôi. Những đá nhiều khi là mưa mà sạt xuống hết sức là nguy hiểm. Còn đất thì chúng ta cũng thấy là nó cũng đỡ hơn. Trước mặt đó là cầu Đa Tăng La. Những chiếc xe khách đưa đón du khách đến và đi ở Đà Lạt. Cầu Đa Tăng La giải quyết được cái khúc cua tử thần ở phía bên kia quý vị. Trước đây cung đèo cũ á, là chúng ta sẽ đi qua cái khúc cua tử thần, khúc cua Mỹ Hảo, sau đó thì được thay thế bằng một cái cầu thẳng tắp. Nhân sẽ đứng sát vào phía thành cầu để quay dưới thung lũng cho quý vị xem ha. Wow, dưới thung lũng kìa, sâu hoắm luôn. Phía bên kia là núi Voi. Vẫn còn những đường cong, vẫn còn những hàng thông, rừng thông tuyệt đẹp quý vị ha. Cho nên là đèo Prenn được coi như là một trong những cái cung đèo tuyệt đẹp của tỉnh Lâm Đồng, nói riêng và cả nước nói chung. Đèo Prenn thì không có
hoành tráng cũng như là cái độ cao, độ dốc so với các cái cung đèo ở phía Bắc thì sẽ có độ cao, độ dốc nhiều hơn so với đèo Prenn. Nếu mà quý vị đã từng đi những cung đèo như là Mã Phi Lên, rồi đèo Pha Đinh, rồi Ô Quy Hồ nữa quý vị, đó là những cái cung đèo mà ở ngoài Bắc, và Nhân cũng đã từng đi hết những cung đèo đó rồi, nên là thấy là mấy cung đèo ở ngoài đó nó rất là hoành tráng, rất là hùng vĩ. Ở khúc này thì đá nhiều nè quý vị, khúc này là những cái bờ ta ly đá nhiều, còn hồi nãy chúng ta đi ngang qua là những cái bờ ta ly toàn đất không à. Tôi nhớ Đà Lạt thương, xa rồi em còn nhớ có thương trong lòng tôi, biết bao nhiêu buồn vui lúc trao thân vào đời. Đèo Prenn an toàn trong cơn bão số 3 và bão số 4 cũng như là áp thấp gây mưa nhiều đợt này. Đèo Bảo Lộc thì sạt lở và lực lượng chức năng đã dọn dẹp xong và an toàn để di chuyển. Một cung đèo tuyệt đẹp. Bây giờ thì Nhân sẽ tiếp tục hướng lên phía thành phố Đà Lạt. Phía trước mặt chúng ta thấy có một quán cà phê, đó là Ông Gánh. Không biết là cái người ta đặt tên Ông Gánh có nghĩa là như thế nào. Quán cà phê này có cái view nhìn xuống đường đèo Prenn cũng rất là hay. Nhiều bạn trẻ ghé tới uống cà phê ở trên quán đó. Mùa này thì vắng đây. Nói chung là mùa này thì dịch vụ kinh doanh gì cũng vắng, trừ những cái hàng quán mà kinh doanh mang đậm chất địa phương thôi. Chứ còn lại mà nếu mà kinh doanh về du lịch thì mùa này thì khá vắng ha. Đợt này thì công ty ở dưới Đồng Nai đó quý vị, công ty mà cho 42.000 công nhân viên họ đi tham quan du lịch Đà Lạt thì đợt này họ đã đi được 3 đoàn rồi. Nhưng mà cũng tiếc thay là họ đi đợt này toàn gặp mưa không à. Nên là thời tiết mưa cũng uổng, cũng tội. Lâu lâu mới được đi Đà Lạt mà gặp mưa, gặp gió cũng buồn. Trung tâm thành phố Đà Lạt 1 km, bến xe liên tỉnh. Rồi cà phê Bùi Văn Ngọ. Nói chung là đi đèo Bảo Lộc thì chúng ta cũng cẩn thận vì mùa này thì cũng hay sạt lở, lâu lâu thì đất đá rớt xuống quý vị. Chứ còn mà đèo Đà Lạt, đèo Prenn hay là đèo, các cái cung đèo quanh quanh Đà Lạt thì cũng khá là an toàn. Đèo Tà Nung thì bây giờ người ta cũng đang cái đoạn mà bị sạt lở, bây giờ người ta cũng đang sửa chữa, và chắc là khoảng tầm tuần, 2 tuần là họ sẽ sửa chữa xong. Còn bây giờ thì Nhân đang đi dạo vô khu vực cà phê, nhà hàng, thủy tạ, qua một chiếc cầu nằm nhô ra ở trên hồ Xuân Hương. Đây là một địa điểm mà du khách cũng hay ghé tới uống cà phê lắm. Chúng ta sẽ đi dạo một vòng ở ngay đây nha. Bình thường thì du khách cũng như là người dân người ta cũng không có chạy xe máy vô trong khu vực này đâu, tại khu vực người ta ngồi uống cà phê đó mà. Nhưng mà Nhân thì nói chung là cũng quen biết, cho nên là đi dạo một vòng cho quay video cho quý vị xem. Đó, chúng ta ghé tới đây để uống cà phê, ngắm hồ Xuân Hương, rồi cũng có thể đi đạp vịt luôn. Cũng vắng khách ha, mùa này thì đâu cũng vậy, cũng vắng khách quá trời luôn. Ở trên hồ Xuân Hương thì có
3 điểm. Thứ nhất là cà phê nhà hàng Thủy Tạ mà Nhân đang ghé đây, rồi cà phê nhà hàng Thanh Thủy. Dạ. Cà phê nhà hàng Thanh Thủy, sau đó là Bích Câu nữa. À, nhưng mà sau này thì Bích Câu lùm xùm quá, xong cái là nói chung là một miếng bánh thơm ngon, nhưng mà ăn uống thơm ngon quá rồi cũng không được quý vị. Giống như là hoa mà thơm quá thì cũng nhiều ong tới hút mật, cho nên là cũng không đi đâu về đâu, và cuối cùng giải tán thành công viên Bích Câu. Hôm nay thì thời tiết khá đẹp, dù là có mưa phùn nhỏ nhỏ từ sáng sớm cho tới giờ thì cũng có những cái đợt mưa phùn phùn nhỏ nhỏ, nhưng mà không giống như hôm qua quý vị. Hôm qua gọi là mưa vừa to mà vừa tầm tã cả ngày cả đêm. Có lẽ là hôm qua mưa hết nước rồi, cho nên là hôm nay nghe là mưa phùn phùn nhỏ nhỏ thôi, và có thể đi tham quan du lịch được. Và tối nay thì chúng ta thấy là trời không có mưa, không có mưa, nên là Nhân ta sẽ đi dạo quay cảnh phố phường, cập nhật thời tiết du lịch để cho quý vị xem. Trời mưa là buồn lắm quý vị. Nói với Đà Lạt là thành phố buồn mà, còn mưa nữa thì còn buồn đến giường nào luôn. Đâu ai dành giật gì đường xá đâu, bấm còi nói làm chi. Trước mặt chúng ta đó là đập cầu Ông Đạo. Sau này festival hoa tháng 12 là cái đập cầu Ông Đạo này sẽ hoa rất là nhiều. Rồi phía trên con dốc Lê Đại Hành hướng xuống có cà phê Chốn Bình Yên ở trên cái lầu á. Hiện nay Chốn Bình Yên người ta ở ngoài Nha Trang, người ta cũng làm một cái quán Chốn Bình Yên luôn quý vị. Bên này là cà phê nhà hàng Thanh Thủy ha. À, cà phê nhà hàng Nhật Nguyệt, xin lỗi quý vị. Nhiều khi nói lộn quý vị, liệu luôn. Nói lộn, nói lại quý vị ha. Tối nay tự nhiên đèn ở ngay đập cầu Ông Đạo này nó bị gì tối thui, không có được sáng lên luôn, tối thui. Phía trên là đường Nguyễn Chí Thanh ha, khách sạn TTC Ngọc Lan. Rồi trước mặt là chợ Đà Lạt. Chúng ta sẽ ghé chợ một tí nha. Nhân sẽ đi dạo một chút, khoảng tầm 7 rưỡi thì Nhân sẽ đón hai đứa nhỏ nữa. Hôm nay tụi nhỏ nó đi học Anh Văn cuối tuần, cho nên là Nhân sẽ đi quay trước tới 7 rưỡi đón tụi nhỏ luôn. Trước mắt chúng ta đó là chợ Đà Lạt ha. Cuối tuần nhưng mà cũng khá vắng vẻ. Du lịch thì đi theo mùa mà quý vị. Tối nay có lẽ là đi vô đây chúng ta thấy bắt gặp khách du lịch nước ngoài là rất là nhiều, đặc biệt là khách Hàn Quốc nè ha. Nào, bánh tráng nướng, bắp nướng, khoai lang nướng, xiên nướng. Mayo. Nhà ngồi luôn. Anh quay thôi. Anh ở đây mà. Bên kia là khu bán thời trang áo quần, bên này là đồ ăn, thức uống, sữa đậu nành, bánh ngọt, bia bọt yo-yo khí thế ha. Ở đây thì bán trứng nướng, khoai lang nướng, bắp nướng rất là nhiều ha. Ở đây thì bán miếng gà, nhìn trứng lòng non. Nhìn trứng non rất là hấp dẫn ha. Ừ.
ta tiếp tục dạo phố ha. Năm nay Festival Hoa diễn ra tới một tháng quý vị, từ ngày mùng 5, các cái con đường hoa người ta sẽ trưng bày bắt đầu từ ngày mùng 5 cho tới mùng 5 tháng Giêng, mùng 5 tháng 12 cho tới mùng 5 tháng 1 năm 2025 luôn, là một tròn một tháng luôn á. Cho nên là chúng ta tha hồ mà chơi, tha hồ đi ngắm hoa ha. Và tháng 11, tháng 12 thì hoa Đà Lạt nhiều vậy. Lúc đó hoa rất là nhiều, các loại hoa đặc trưng nào mimosa, hoa giả quỳ, rồi hoa mai anh đào vân vân. Mùa này thì là mùa hồng nè. Cuối tuần mà vắng quá ha. Đó là cũng điều bình thường á. Mùa du lịch thì đi theo mùa mà quý vị ha. Cho nên là những người mà kinh doanh du lịch hay làm du lịch thì người ta cũng quá quen rồi. Giống như Nhân cũng làm du lịch, nhưng mà chỉ làm đơn giản. Nhân là gọi là công việc làm thêm. Nhưng mà dù có làm thêm hay là làm chính quý vị, nhưng mà chúng ta cũng phải đặt cái tâm như đó, làm sao cho nó trọn vẹn nhất, làm sao cho khách ok nhất. Những chuyến mini tour cùng Nhân thì nói chung là du khách rất vui. Thứ nhất là du khách được đi với người ở Đà Lạt, biết nhiều về đồ ăn, thức uống, quán ăn, nơi tham quan du lịch, lịch trình sao cho hợp lý. Thứ hai nữa là du khách bỏ tiền ra và cảm thấy xứng đáng quý vị. Hello. Dòng một vòng chợ đêm. Và chiều cũng có mưa sơ sơ nên là đường nó vẫn còn hơi ướt ướt, hơi nhớt nhớt ha. Nhưng mà tối nay thì trời rất đẹp luôn. Tha hồ mà đi dạo, ngắm cảnh chợ đêm. Ở ngay khu vực chợ đêm, nếu mà quý vị muốn ở ngay trung tâm thì có một cái căn hộ hôm trước có hai vợ chồng với gọi là đoàn khách đi trong chuyến mini tour của Nhân, có thể ở cũng một căn hộ ở trên Đà Lạt Center, một triệu một đêm. Nếu mà quý vị thích ở ngay căn hộ Đà Lạt Center, ở được 3-4 người thì một đêm là 1 triệu, giá cũng khá là ok. Ngay Đà Lạt Center bước xuống chợ luôn, mọi cái giao thông đi lại khá là dễ dàng. Dường như tối nay khách nước ngoài là chủ yếu, khách Hàn Quốc. Hàn Quốc chiếm số lượng lớn, còn một phần là khách quốc tế khác. Do ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới thì sắp tới đây áp thấp nhiệt đới, chồng áp thấp nhiệt đới luôn vậy, đang có một cơn áp thấp nhiệt đới đang hình thành ở khu vực Biển Đông và đang hướng vào khu vực Trung Bắc Bộ, và sắp tới thì cũng sẽ gây mưa rất là nhiều. Áp thấp này chưa qua thì áp thấp khác tới, và những cơn mưa sẽ liên tục, có lẽ là sẽ ảnh hưởng tới nước ta và gây mưa từ khu vực dường như cả nước sẽ gây mưa cho tới hết tuần này luôn, tuần tới luôn.
khách du lịch vừa tới Đà Lạt ha, kéo những chiếc vali. Con dốc Lê Đại Hành, con dốc Lê Đại Hành sắp tới festival hoa là người ta cũng trang trí rất là đẹp ở con dốc này quý vị. Sẽ rất là đẹp, sẽ rất là hút mắt. Vì mỗi lần festival hoa qua những đợt khác nhau, bây giờ là rất là nhiều lần rồi, thì người ta nâng cấp lên các cái phiên bản khác nhau ha. Càng lúc thì càng hiện đại hơn, âm thanh, ánh sáng, trình diễn nghệ thuật cho tới các cái cung đường hoa đều sẽ được đầu tư trang trí đẹp hơn ngày xưa. Đứng trên đây ngắm chợ đêm đó ha, cầu thang mộng đẹp Sandan Flora. Có quý vị khán giả xem kênh của Nhân thì nói là chữ chợ Đà Lạt không có nổi bằng chữ Sandan Flora của đôi dép ha, thì chắc chắn rồi. Chữ màu vàng rất là nổi, một cái logo cũng to rất nổi luôn. Chợ Đà Lạt thì màu đỏ vẫn như xưa, mới hơn thôi. Ở đây có một quán trà sữa Hồng Trà Hòa Bình. Chỗ này người ta uống đông lắm quý vị. Và bên Bùi Thị Xuân người ta cũng mở thêm một cái chi nhánh nữa. Là tổng cộng là hai chi nhánh luôn. Mà thấy khá đông khách. Tối nay thì có trật tự rồi, cho nên là bà con buôn bán ở ngay đây là coi như là nép nép vô hết rồi. Quán trứng vịt lộn cũng nép nép vô luôn, thì có xe trật tự. Đây là đường Phan Bội Châu ha. Giờ nhân đang hướng xuống đường Nguyễn Văn Trỗi, con đường Hàm Nghi ngày xưa đó quý vị. Đường này kỳ này cũng xấu quá trời xấu luôn. Ổ gà, ổ vịt nhảy cà tưng Hy vọng những ngày tới thì trời cũng bớt mưa. Trời mưa là nó cũng buồn lắm. Bún riêu cô lan, ở ngay đây có bún riêu cô lan cũng ngon quý vị. Có thể ghé ăn bún riêu, ăn bánh tráng nướng. Đường ở Đà Lạt thì này cũng xuống cấp nhiều, cho nên năm nay người ta đang tu sửa sửa sang để đón festival. Hy vọng là những năm tới thì Đà Lạt cũng như là tỉnh Lâm Đồng sẽ có cao tốc ha. Cao tốc nối khu vực Nha Trang với Đà Lạt nè. Cao tốc Đà Lạt Nha Trang 80 km, rồi cao tốc Đà Lạt, Bảo Lộc, Dầu Dây. Thì những cái tuyến cao tốc đó hình thành xong thì Đà Lạt còn phát triển, còn vươn xa. Với thứ hai nữa là du khách đến Đà Lạt cũng sẽ thuận tiện hơn rất là nhiều quý vị ha. Khi mà chúng ta ngồi lên xe, chúng ta đi cao tốc, đường thì đẹp, không có bị vòng vòng. Ở đây thì có Camper Nari và Camper Thanh Thảo, hai tiệm camper cũng nổi tiếng và rất lâu ở trên đường Nguyễn Văn Trỗi. Tiệm gội đầu 94 người ta làm nhìn đẹp quá trời, dễ thương.
đường Nguyễn Văn Trỗi là đường một chiều quý vị. Bên phải người ta đậu xe rất là nhiều, cho nên là nhiều cửa hàng á, người ta kinh doanh buôn bán á, mà thấy xe đậu đổ trước nhà, nhiều người người ta cũng hơi bực mình vì chắn hết cái mặt tiền. Nhưng mà theo luật thì đâu có cấm đâu quý vị, vì đường đâu có của riêng ai, khi nào mà có cái bảng cấm đậu cấm đổ thì chúng ta mới ý kiến được, chứ còn mà bây giờ đường mà cho phép đậu thì chúng ta cứ đậu thôi. Đây thì có Camper Phụng nữa nè. Camper Phụng này cũng khá nổi tiếng và Nhân cũng đã review trên kênh mình rồi. Và đây là đường Bùi Thị Xuân. Hàng quán cái này rất là nhiều, có nhiều hàng quán mùa này ế quá nên người ta cũng đóng cửa đi chơi luôn, đi du lịch luôn. Vì mở quán ra, ví dụ như là mình nấu một nồi nhưng mà mình bán không hết, nhiều khi nó cũng lỗ cũng ế quý vị. Cho nên là người ta mấy cái ngày giữa tuần là người ta nghỉ luôn, đến cuối tuần người ta mới mở ra người ta bán, vì cuối tuần nó đông đông khách. Cho nên là theo thời vụ, làm về du lịch thì theo thời vụ của đó đó quý vị. Đường Bùi Xuân người ta đang làm đường này, trước một cái quán ngon như cơm mà nấu, cơm Đà Lạt. Ta làm cống làm bể. Và đó cũng chính là những cái hình ảnh của thành phố Đà Lạt vào tối ngày hôm nay, tối chủ nhật quý vị ha. Một lần nữa Nhân xin kính chúc quý vị có một buổi tối thật ấm áp và một tuần mới tràn đầy năng lượng và nhiều niềm vui. Còn bây giờ thì Nhân xin kết thúc video và hẹn gặp lại quý vị trong một video tiếp theo về Đà Lạt. Lẩu bò Ba Toa Bùi Thị Xuân, khách sạn God Valley.